Today, I am announcing the normalization of diplomatic relationships with Vietnam. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, 20 năm sau ngày kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được bình thường hóa. Trước đó, ngày 30 tháng 4 năm 1995, lễ kỷ niệm 20 năm chiến thắng đã được tổ chức ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Trước khi Tổng thống Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, với lòng mong muốn được gặp lại những người trước đây từng là kẻ thù, ngày 25 tháng 4 năm 1995, Robinson, cựu chiến binh Mỹ một thời phục vụ trong đơn vị không lực Hoa Kỳ, đã cùng vợ sang Việt Nam thăm lại chiến trường xưa. 30 năm về trước, chiếc máy bay trực thăng của Robinson đã bị bắn rơi. Anh ta đã bị bắt và được đứng chung cùng Ozukic 17 tuổi bắt sống anh, một phi công Mỹ to lớn. Hai con người này nhờ có bức ảnh mà trở nên nổi tiếng. Trong chuyến thăm Việt Nam, ngoài việc suy ngẫm lại những kinh nghiệm đau xót của chiến tranh, Robinson còn đi tìm những cảm xúc qua cuộc hội ngộ với những người đã gặp cách đây 30 năm. Sống tại bang Florida, Robinson năm nay 52 tuổi. Thời gian chiến tranh ở Việt Nam, trong suốt 2.703 ngày, anh đã là tù binh chiến tranh. Năm 1973, sau Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam, Robinson được trao trả về nước, tiếp tục phục vụ trong quân đội Mỹ. Nay đã nghỉ hưu, mở cửa hàng bán phụ tùng ô tô và đã phá sản. Sau khi bị phá sản, vợ chồng Robinson sống trong một ngôi nhà cũ của một gia đình quen biết. Cho đến một hôm, Robinson nhận được bức thư của đạo diễn điện ảnh Việt Nam Lê Mạnh Thích. Đó là bức thư mời anh sang Việt Nam gặp lại cô du kích chụp trong bức ảnh mang tên Uy thế không lực Hoa Kỳ, hay còn gọi là O du kích nhỏ. Kể từ khi chúng tôi là những kẻ thù và cùng là hai nhân vật trong một bức ảnh, tôi rất muốn tới Việt Nam sau 30 năm. Tôi nghĩ rằng rồi tôi sẽ hiểu thêm về những điều chưa biết, và tôi muốn gặp cô du kích năm xưa, biết được cô ấy và con người Việt Nam hiện sống ra sao. Cách nhà Robinson không xa, có một bức tường kỷ niệm cũng giống như bức tường ở Washington. Trên đó khắc tên gần 5.800.000 lính Mỹ đã bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam. Năm 22 tuổi, Robinson sang Việt Nam, khi về nước đã 30 tuổi. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, anh đã mất nhiều bạn bè. Từ Florida qua 4 lần đổi máy bay, và hôm nay, 22 năm sau khi được trao trả, Robinson lại đặt chân tới Việt Nam. Còn với Ormai, vợ anh, đây là lần đầu tiên. Sau 20 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam, tôi đã mời William Robinson, một cựu chiến binh Mỹ, sang Việt Nam để thực hiện bộ phim tài liệu về cuộc hội ngộ của hai nhân vật trong bức ảnh O du kích nhỏ đầy ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ sau 30 năm là hành trình hàn gắn những nỗi đau tinh thần, hàn gắn những vết thương trong lương tâm. Vào những năm cuối của thế kỷ 20 này, đối với quá khứ, tốt nhất là có cái nhìn trung thực và hướng tới tương lai. Trước đây, khi tôi còn là một tù binh chiến tranh ở Việt Nam, mỗi lần chuyển trại giam, lúc nào tôi cũng bị bịt mắt và di chuyển trong đêm tối. Vì vậy, tôi chưa một lần nào được nhìn thấy Việt Nam, được nhìn thấy Hà Nội. 7.5 năm sống trong cảnh bị giam giữ, chỉ đến bây giờ, 22 năm sau ngày được trao trả, Robinson mới được tự do ngắm nhìn đất nước này, nhìn ngắm Hà Nội.
với chính sách đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, Việt Nam ngày nay đang bước vào cuộc cải cách kinh tế. Ở Hà Nội, nhiều tòa nhà có sự góp vốn của nước ngoài mọc lên nhanh chóng. Các khách sạn mini khoảng dưới 20 phòng, phục vụ chủ yếu cho khách nước ngoài cũng liên tiếp mọc lên. Trên các phố phường của Hà Nội cổ kính, khách nước ngoài bình thản, hòa nhập vào dòng người Việt Nam mà không hề có một chút mặc cảm. Nằm giữa trung tâm Hà Nội có Viện Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nơi mà Robinson đến thăm đầu tiên. Nơi đây còn lưu giữ lại những dấu vết của cuộc chiến tranh tàn khốc. Chiến lợi phẩm thu được qua các cuộc chiến tranh đẫm máu đã được trưng bày như những biểu tượng của chiến thắng. Những gì còn lại của những chiếc máy bay ném bom miền Bắc Việt Nam lúc đó được coi như biểu tượng của những mảnh vỡ chiến tranh. Những hiện vật trong bảo tàng này đã làm vợ chồng Robinson hết sức ngạc nhiên về khát vọng độc lập tự do của một dân tộc bé nhỏ. Tôi phải đổi 4 lần máy bay, phải đi mất 12.000 dặm để đến một bảo tàng nhỏ bé nhưng có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi. Ở một góc trưng bày các hình ảnh của nhân dân miền Bắc Việt Nam chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Bên cạnh đó là bức ảnh O Du Kích nhỏ. Nhân vật cao lớn là Robinson, khi đó mới 22 tuổi, đang trong một tình trạng hốt hoảng và rối bời. Mãi tới 3 năm sau ngày chụp, Robinson mới biết sự tồn tại của bức ảnh. Đó là vào năm 1968, khi được đưa về giam tại Hà Nội. Sang thăm Việt Nam, được gặp lại chính mình ở một nơi được coi là chỗ lưu giữ toàn bộ lịch sử về chiến tranh Việt Nam, vợ chồng ông được nhìn thấy tận mắt bức ảnh O Du Kích nhỏ treo ở bảo tàng này. Hỏi ông cảm nghĩ về bức ảnh. Ồ, đó là do chiến tranh gây ra. Chiến tranh là một thứ không đẹp đẽ gì. Bức ảnh O Du Kích nhỏ đã có một vai trò rất to lớn, cổ vũ tinh thần chống Mỹ của nhân dân Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Bức ảnh đã được in thành tem, bưu ảnh, được dựng thành affix và còn được đưa vào sách giáo khoa của học sinh vỡ lòng. O Du Kích nhỏ, người đã bắt sống tên phi công Mỹ to lớn, lúc đó mới 17 tuổi, là chị Nguyễn Thị Kim Lai, quê quán xã Hương Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh. Trước đây, những phi công Mỹ bị bắt trên miền Bắc Việt Nam đều được đưa về Hà Nội giam giữ ở Hỏa Lò, nhà tù có từ thời Pháp. Sắp tới đây, tại khu đất này sẽ mọc lên một tòa nhà cao tầng để các nhà kinh doanh làm chỗ giao dịch và nghỉ ngơi. Ồ, đây là nơi khi mới được chuyển về tôi bị biệt giam. Không được phép rời khỏi phòng giam ra ngoài. Một tuần chỉ được tắm một lần vì số tù binh quá đông mà. Trước đây, khi tôi còn là tù binh, tôi không muốn vào, họ cứ bắt tôi vào. Còn lần này chúng tôi muốn thăm nơi ở cũ thì lại không được vào. Ngày đó, nhiều phóng viên chúng tôi đã may mắn ghi lại được cuộc sống sinh hoạt của các phi công Mỹ trong tù mà các đồng nghiệp nước ngoài cũng như tù binh Mỹ thường gọi là khách sạn Hilton, một khách sạn mà khách của nó phải đeo số và mặc đồng phục. Trại giam được mang mật danh 142 sau chiến tranh đã trả lại cho công ty pha phim Việt Nam, nơi bây giờ đã được phát hành cả phim Mỹ. Trại giam 142 ngày nay ít còn dáng vẻ của một trại giam. Nơi Robinson bị giam lâu nhất là văn phòng và nhà kho của công ty pha phim, được cải tạo thành phòng giam. Gian phòng này là phòng giam đầu tiên của tôi. Giờ đây đã được sửa sang lại. Phía bên kia phòng giam là sân chơi, nơi những người canh giữ cho phép chúng tôi được chơi bóng rổ. Tư liệu về sinh hoạt của tù binh Mỹ trong trại giam vẫn còn lưu giữ.
vẫn còn lại hình ảnh của một Robinson. Thời gian bị bắt là 115 kg, thời gian ở tù chỉ còn 70 kg. Riêng với Robinson, 7 năm rưỡi ở trại giam là 2.703 ngày trong số 3 vạn ngày mà đời người có để sống. Căn phòng này trước đây tôi chỉ ở có một tuần, sau đó lại sang phòng khác. Trước đây nó nhỏ hơn, giờ đây họ đã cải tạo mất hết dấu vết rồi. Đây là ô cửa nhỏ dành cho người gác khi muốn nhìn vào bên trong. Và người gác chúng tôi đóng cửa buồng giam là như thế này. Robinson gặp lại người cảnh vệ tên là Bảy, người trực tiếp trông coi Robinson. Ông Bảy coi Robinson là một người vụng về, to xác, ăn nhiều. Một mình ăn hết 3 cái bánh mì gối. Robinson đây. Đôi khi cũng ăn 3 cái. Đôi khi cũng ăn 3 cái thật. Hỏi ông Bảy về bức ảnh Ozu kích nhỏ, ông không nhớ. Ông vẫn nhớ là Robinson ăn nhiều. Tôi nhớ là ông ăn nhiều. I knew that you ate a lot. Ồ, đúng là tôi ăn rất khỏe. Thì tôi có biết là cái tầm vóc của anh là khá cao to, lượng cân của anh là khá lớn. Cho nên tôi biết cái khẩu phần anh ăn của anh là luôn luôn lúc nào cũng thiếu. Tôi đã phải tạo hình cho anh Robinson ra rửa bát để gọi là coi có những cái khẩu phần ăn thêm. Những giám thị ở đây có lúc rất hiền, có lúc rất nghiêm khắc, nhưng họ đều là những người tốt. Trong lúc tôi hoạn nạn mà gặp được ông Bảy đây là tốt lắm rồi. Dọc theo quốc lộ 1, con đường đầy tang tóc trong 5 tháng chiến tranh, Robinson trở lại thăm nơi máy bay của ông bị bắn rơi, nơi đã chụp bức ảnh Ozu kích nhỏ. Con đường chiến tranh năm nào nay đã xuất hiện màu xanh, mặc dù đây đó vẫn còn rải rác những hố bom, nhưng không ai có thể ôm mãi ký ức chiến tranh trong lòng, không ai bắt buộc phải quên đi chiến tranh để xây dựng hòa bình. Đường sắt thống nhất xuyên Việt chạy dọc theo quốc lộ 1 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh mất 36 tiếng. Ở Việt Nam, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng với ưu tiên phát triển mạng lưới đường bộ và đường sắt đang là vấn đề đặc biệt quan tâm. Cầu Hàm Rồng ngày nay không phải là cầu Hàm Rồng của 30 năm về trước, mà nhiều phi công Mỹ khi bay qua đây còn nhớ mãi lưới lửa phòng không dày đặc đến mức nào. Sau chiến tranh, cầu Hàm Rồng đã được xây dựng lại. Ở các vùng nông thôn Việt Nam hiện nay vẫn còn những người sinh sống trên sông nước. Những sản phẩm làm ra từ đất được các nông dân đưa ra bán ở các thành phố. Ký ức của một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam luôn sống lại những năm tháng chết chóc đã qua. Ông hy vọng có dịp được trở lại thăm một thời đã chôn vùi những ước mơ trai trẻ. Tỉnh Hà Tĩnh đã tới gần. Chúng tôi thường hay gọi đây là cán son của một đất nước, một cái cán son. Năm 1965, Mỹ đưa quân vào Việt Nam. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc thực sự bắt đầu. Hà Tĩnh nằm trên cán son của con đường Trường Chinh từ Bắc vào Nam. Thời chiến tranh, bom đạn trả đi sát lại không ngớt. Những con đường, những cây cầu nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh trải dài và lan tỏa từ ngã ba Đồng Lộc, nơi các binh đoàn vận tải phục vụ chiến trường đi qua, bị Mỹ ném bom đánh phá dữ dội suốt ngày đêm. Theo các tài liệu còn ghi lại được sự kiện bắt sống Robinson xảy ra vào ngày 20 tháng 9 năm 1965. Ngày hôm đó,
phi đội máy bay chiến đấu F-105 của không lực Mỹ rời căn cứ bắt đầu cuộc ném bom xuống hệ thống đường sắt cầu cống nhằm cắt đứt con đường vận chuyển quân sự của miền Bắc Việt Nam. Miền Bắc Việt Nam lúc đó có các đơn vị pháo cao xạ chiến đấu trực tiếp với máy bay Mỹ. Còn ở các địa phương có các đơn vị dân quân làm nhiệm vụ ứng chiến. Quá trưa, phi công của một chiếc máy bay ném bom bị bắn rơi đã nhảy dù ra khỏi máy bay. Lúc đó Robinson đang trực chiến tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Lan. Với nhiệm vụ ở một đơn vị cứu trợ, Robinson lên máy bay trực thăng đi tìm cứu viện viên phi công đang lâm nạn. Vị trí gần nhất nơi máy bay rơi là nông trường quốc doanh 20 tháng 4. Địa điểm máy bay rơi ở trong rừng sâu, cách đường đi khoảng 2 giờ đồng hồ. Toàn bộ dân quân du kích của 4 xã và nông trường 20 tháng 4, nơi gần máy bay rơi đều có mặt để đi bắt phi công. Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh có nông trường 20 tháng 4. Vết tích chiến tranh còn lại ở đây là vỏ một quả bom dùng làm cảng báo giờ làm việc. Khu vực mà chiếc máy bay của Robinson bị bắn rơi là khe Meo, nay được dân địa phương đặt tên là khe trực thăng. Các mảnh xác máy bay đến nay không còn lại dấu vết, chỉ còn lại những con người, nay tuổi đã cao, tóc đã bạc. Là một Việt Kiều Thái Lan về nước năm 1960, Trần Văn Thái xin vào làm công nhân nông trường. Anh tham gia dân quân tự vệ và năm 1965 đã hạ chiếc máy bay trực thăng của Robinson. Năm đó anh 22 tuổi, bằng tuổi với Robinson. Là xuống liền là thì là tôi còn quan sát để có cái chỗ trực du ra phi công không có nữa. Thì là hắn khi này là hắn chạy lên ở cái khóc góc trên kia này. Góc trên kia khi này là bắt đầu là tôi thiền được nghe tiếng máy bay trực thăng. Chiếc trực thăng của Robinson quần đảo hai vòng thì xác định được địa điểm. Chúng tôi bay trên vùng trời rừng núi âm u của Việt Nam, nơi tôi chưa bao giờ được biết mặt kẻ thù. Chúng tôi nhận được tín hiệu của người phi công chiến đấu bị bắn rơi ở dưới phát lên. Máy bay của chúng tôi hạ thấp dần và tôi đã làm các công tác ứng cứu. Nhưng còn nguyên đây, cái này là có cái rề này là lúc ấy là tôi mang súng con người là tôi trèo lên liền. Tôi trèo lên là bắt đầu là lên mà lên trên kia. Là bắt đầu là trèo. Tôi kẹp lại. Khi đấy là tôi kẹp chân này chắc chắc. Máy bay của Robinson đã bị trúng đạn súng trường, gãy cánh và rơi ở khu vực núi rừng này. Robinson với ba đồng đội cùng đi trên chiếc trực thăng đã nấp vào một cái hang gần đó để chờ ứng cứu. Lúc đó chúng tôi cứ nghĩ rằng đã tìm được một chỗ ẩn nấp khá an toàn chờ các bạn đến ứng cứu. Nhưng thật không may, chưa đầy 30 phút sau khi bị bắn rơi, chúng tôi đã bị bao vây rồi bị bắt. Nơi đó hình như có tới mấy trăm người Việt Nam đang tìm kiếm chúng tôi. Những người dẫn chúng tôi ra khỏi cánh rừng hiểm trở toàn là nam giới. Thì lên đó thì chúng ba thằng là ngồi vào một góc thôi. Khi nở lên thì chúng tôi thấy rằng là vấn đề là có như là lùng lên đó thì bây giờ là hẳn lọp ngọp là hai chết. Lọp ngọp là hai chết, nhưng bây giờ là chúng tôi là sống vào là bắt. Ông Hà Kỳ, nguyên huyện đội trưởng Hương Khê lúc bấy giờ, nay ông đã nghỉ hưu. Chỉ nhớ ông lúc mờ lúc tỏ, nhưng ông còn nhớ khá kỹ về những người tham gia bắt phi công Mỹ. Gương phóng và online không có truy lùng, nhưng mà cũng gặp được là ngay. Cũng gặp được ngay, chỉ thu hồi cả cái cuốn, cả cái du và cả cái tăng vật của chiếc lái bỏ lại thì cuốn những cái đó đưa về cho con, nên là vấn đề gặp thì là chỉ có mấy tổ đó gặp thôi. Theo lời kể của ông Hà Kỳ thì chị Lai, cô dân quân trong bức ảnh O Su Kích nhỏ, có tham gia vào cuộc tìm kiếm phi công Mỹ, nhưng hướng của chị đi một hướng khác. Và theo lời kể của những người ở nông trường 20 tháng 4, thì sau khi Robinson bị bắt, họ đã chuyển giao về huyện đội và giam tại ngôi làng mà chị Lai sinh sống. Ngày 30 tháng 4 năm 1995, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày Việt Nam toàn thắng. Chị Nguyễn Kim Lai được mời đến vị trí danh dự dành cho các vị khách. O Du Kích nhỏ ngày xưa, nay đã 47 tuổi.
Chị nói rằng chị còn nhớ rất rõ 30 năm về trước, tại làng quê của mình, chị đã cho Robinson hoa quả và thuốc lá. Nhưng chị Lai hoàn toàn không nhớ là bức ảnh đã được chụp vào lúc nào. Thị xã Hà Tĩnh, nơi chị Lai đang sinh sống có dân số hơn 5 vạn người. Trong chiến tranh, hầu hết các công trình xây dựng đã bị bom đạn phá hủy. Chiến tranh kết thúc, thị xã Hà Tĩnh được xây dựng lại trên những hố bom. À, thế là ông là ông Robin Sơn hả ông? Yeah, Robin Sơn. Thế chị đây là thế nào ạ? Over me. Over. À, vâng, ông Robin Sơn, xin chào anh. Xin mời các anh vào. Thank you. Này, vẫn trẻ khỏe như xưa nhỉ? How have you been now? Very good, very good, very good. Been long time. Lâu quá rồi nhỉ? Chị còn trẻ quá, tôi cứ nghĩ chị đã lớn thêm nhiều, nhưng hóa ra vẫn bé nhỏ như xưa. À, lâu quá tôi cũng không được gặp ông. Thế nhưng mà 30 năm được có gì nữa? Tôi thì ra đi chưa cho ông, chưa được sự chưa ra đâu. Vì cái chân tôi to quá mà. Tuy nhiên là tôi nhớ không được rõ lắm là đâu. Thế nhưng mà trong cái khoảng khắc của 30 năm thì cũng có những lúc quên. Nhưng mà hồi đó là ông Robinson cũng rất là buồn. Có những lúc ông Robinson là nghĩ gì đến gia đình, hoặc là nghĩ gì đến là quê hương, hoặc là nghĩ gì đến bản thân cháu, buồn tủi. Và những lúc đó thì tôi cũng phải có sự đồng viên nhỉ. Đây, ông Robinson, ông có nhớ cái hồi mà ông tôi đưa bữa cho ông ăn mà chúa quả không? Đó là một giai đoạn rất khó khăn đối với tôi, nên tôi không nhớ hết được tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn còn nhớ khi tôi được chuyển về một làng bé nhỏ. Ở đó tất cả mọi người đều rất ân cần và có tình cảm với tôi. Tôi cũng thấy cảm thấy là tôi vẫn đang được sự may mắn kề cao. Trong những giây phút đó mà chúng ta hiện tại đang còn sửa lại được, đang còn sống lại được lại đấy, đang còn có một mái ấm của gia đình hạnh phúc thế này. Đó là một điều rất quan trọng. Chúng ta với khả năng của mình phải chung sức, chung lòng làm việc để cho trẻ em được đi học, để cho cuộc sống được tốt đẹp hơn. Năm nay là 19 tuổi. Cháu này là học lớp 10. Năm nay 16 tuổi. Còn cháu ấy năm nay học lớp 7, 13 tuổi. Ồ, chị có một gia đình thật tuyệt vời. Đây là chồng tôi, là cũng bị thương binh hai chân bốn. My husband is a war invalid. Cái nón này là tôi sẽ kỷ niệm cho vợ ông. I would like to present you as a present. Thank you. Yeah. Xin cảm ơn nhá. Xin chúc vợ chồng về nước cái mạnh khỏe. And wish you good health. Thank you. Phía trước bức ảnh o du kích nhỏ, tự thân nó đã mang nhiều cảm xúc và ấn tượng mạnh. Tuy vậy, phía sau nó còn có một ý nghĩa khác về một con người. Là một phóng viên chiến tranh, ông Phan Thoan, tác giả chính của bức ảnh O Du Kích Nhỏ, trong suốt cả cuộc đời đã có tới hàng vạn lần bấm máy, nhưng chỉ có bức ảnh O Du Kích Nhỏ đã giúp ông nổi tiếng. Vào những năm cuối đời, ông đã rời quê hương Hà Tĩnh ra sống ở Hà Nội. Hàng ngày, ông vẫn cùng chiếc máy ảnh say sưa với cuộc đời. Thực chất mà nói thì tôi cũng chưa khi tôi chụp, tôi cũng chưa đánh giá là cái bức ảnh tôi đạt đến kết quả như thế đâu. Thưa bác, bác chụp lúc bây giờ là chỉ có hai người ở giữa online và cái ông phi công Mỹ đó, hay là đi đằng sau online còn nhiều người? Thực chất mà nói thì trong cái nghề nghiệp mà nói thì chụp ảnh có khi là nhiều người. Tôi nói xin lỗi với anh, chụp một cái đoàn diễu hành có một cái em bé mà đi mặc ở lỗ đồ không mặc ở chân á, thì đến khi cắt người ta cắt đi thôi. Cứ theo lời kể của ông Phan Thoan, bức ảnh O Du Kích Nhỏ đã được cắt cúp cho gọn một chủ đề.
đối với phóng viên ảnh thời chiến tranh không phải chỉ thể hiện lòng căm thù của nhân dân đối với kẻ thù, mà phải có nghĩa vụ nêu bật được hình ảnh anh hùng của nhân dân. Đất nước vào trận, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại về thăm hỏi và động viên nhân dân, luôn được đi cùng người lúc đó có đồng chí Tố Hữu, nhà thơ kiêm nhà chính trị. Thời bấy giờ, đồng chí Tố Hữu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Sau này, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Phó Thủ tướng Chính phủ. Không phải nói là lúc đấy là vì cái công lực của cái kỳ nó lớn quá. Nói chung thiên hạ, ai cũng ngán nó. Mà dân mình chưa hề biết là chạm trán với Mỹ bao giờ, càng chưa chạm trán với cái máy bay Mỹ bao giờ. Cho nên lập tức là cái công cuộc người là cứu nước là nó đòi hỏi phải phát huy cao cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng ở trong nhân dân mình. Thế thì nhưng mà cái ấy không thể nói một cách tưởng tượng được, phải có những cái sự kiện, phải có, nhất là nó có những cái chứng tích. Đang tìm cái ý làm thế nào để biểu hiện được cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân mình thì làm sao lại cố nhiên là có nhiều cái ảnh như là ảnh của Trội trước đấy. Thấy cái ảnh này thì sướng quá, mà thật là nó có giá trị, nó có tính tượng trưng. Dân tộc mình bé nhỏ thế này mà đánh nhau với một cái tên xâm lược mà nó to đùng như thế. Với một cảm xúc mạnh mẽ, tháng 2 năm 1967, nhà thơ Tố Hữu đã đề thơ kèm theo bức ảnh O Du Kích nhỏ đăng trên báo Nhân dân. Bức ảnh O Du Kích nhỏ và 4 câu thơ đã trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước, mà cho đến hôm nay mọi người vẫn còn quen gọi với một cái tên giản dị: O Du Kích nhỏ. O Du Kích nhỏ dương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu, gia thế to gan hơn béo bụng, anh hùng đâu cứ phải mày dâu. Nói cho đúng, có ý ngầm là có cái anh cũng to xác mà cũng sợ, chả cứ Mỹ đâu. Cũng ngầm một tí nhưng mà trực tiếp nói Mỹ. Còn câu nữa nói cho vui là xưa nay cứ nói anh hùng phải là đàn ông cơ, chứ con gái anh hùng được chứ. Thì mới coi câu là anh hùng đâu cứ phải mày dâu. Theo lời kể của ông Hà Kỳ, bức ảnh này được chụp khi dẫn Robinson từ xã của Online đi Hà Nội. Là một dân quân xã với dáng hình nhỏ nhất, trẻ nhất, đó là lý do để Online chụp ảnh cùng Robinson. Giống như bao gia đình khác, bao con người khác đã đi qua chiến tranh, cô Du Kích nhỏ lại trở về với cuộc sống đời thường. Chị làm y tá xét nghiệm tại Bệnh viện Đông Y tỉnh Hà Tĩnh. Lương một tháng của chị là 270.000 đồng. Anh Nguyễn Anh Đức, chồng của chị Lai, bị chấn thương sọ não vì bom Mỹ năm 1970 khi đang bảo vệ phà sông Danh. Hiện giờ đôi khi anh vẫn bị những cơn bệnh thần kinh tái phát. Không làm được việc nặng, anh ở nhà mở quán bán nước bán hàng. Nguyễn Thị Kim Lai và Nguyễn Anh Đức đều là cựu chiến binh. Gần 20 năm chung sống, Nguyễn Thị Kim Lai yêu thương chăm sóc người chồng, một thương binh thần kinh phân lập. Khát vọng sống của chị là làm sao cho các con có chữ để nên người. Kể cả trợ cấp thương tật của anh Đức, tổng thu nhập một tháng của gia đình chị Lai được 500.000 đồng. Tiền học cho các con đã hết 320.000 đồng, chiếm 60% thu nhập. Gánh nặng gia đình đè trên vai chị. Thực tế ra là sau trong 30 năm thì tôi cũng không còn một cái gì để suy nghĩ đến cái bức ảnh đó. Mà tôi cũng chẳng còn nghĩ gì đến cái ông Robinson. Bởi là cuộc sống của chúng tôi thực tại thì chỉ nghĩ là làm sao để là làm để có tiền để mà nuôi con, rồi nuôi chồng. Điều bận tâm nhất của chị Lai là miếng ăn hàng ngày của cả nhà và việc học hành của con cái. Cô con gái đầu lòng của chị Lai đi học xa, lâu ngày mới về. Vì muốn theo nghề của mẹ,
Nguyễn Văn Anh đã từ Hà Tĩnh ra trường cao đẳng y tế Thanh Hóa để học, xa nhà 150 km. Con đi học thì đi đấy chứ, chuẩn bị học thanh thử học cho giỏi rồi này. Cái chuyện đi sắp xếp vào mô thì mẹ anh chưa thể sắp xếp được. Mà mơ muốn sắp xếp vào mô cửa quán mô phải học thì thật giỏi. Bởi vì giờ con thấy chính viên như con học xong rồi ra trường ở công an Việt Nam nhiều lắm. Con học thì như mẹ sắp xếp chuẩn bị từ đâu là vừa. Lo mà học khi mà con muốn sắp xếp chứ sắp xếp chứ phải có cái băng đỏ là một. Một cán bộ quen thì để chứ mà sắp xếp được hết. Thấy cái chuyện đơn giản. Dạ, đứng ngay đây. Con đang cà phê rồi. Chị với Hảo ơi. Đang về nhỏ không? Trực thăng bị bắn rơi. Robinson bị bắt và bị giam tại một làng cách thị xã Hà Tĩnh 70 km về phía tây. Đường về Hương Khê phải qua nhiều địa danh mà chiến tranh đã từng biến những mảnh đất nơi này thành cái túi đựng bom. Đồng Lộc, Khe Giao, La Khê, Linh Cảm, Cầu Địa Lợi, mục tiêu bắn phá của quân Mỹ trong đợt đánh phá miền Bắc 30 năm trước. Giờ đây vẫn còn những dấu vết của 7 năm đánh phá miền Bắc. 37 người chết trong một trận ném bom vào trường trong lúc học sinh đang học. Sự mất còn của chiến tranh không mang ý nghĩa nào đối với những người đã chết, nhưng lại cực kỳ có ý nghĩa với những người còn sống. Cho đến bây giờ, người ta vẫn còn đi tìm đồng đội. Trong những cố gắng phi thường, họ cố tìm cho bằng được những mảnh còn sót lại của những người đã mất. Riêng xã Hưng Phong, xã của chị Lai, có 39 liệt sĩ mà mới tìm được có 2. Còn 37 người khác đều có giấy báo tử mà không có địa chỉ mộ trí. Tất cả đều thống nhất ghi rõ đã hy sinh ở mặt trận phía Nam. Tại khu vực quả đồi này, rất nhiều chiến sĩ bị trúng bom và hy sinh khi đang vận chuyển khí tài quân sự vào chiến trường miền Nam. Hơn 3 triệu người Việt Nam, kể cả dân thường, đã chết trong cuộc chiến tranh này. Trong đó có 30 vạn người chưa tìm ra hài cốt. Quan hệ Mỹ và Việt Nam 20 năm sau chiến tranh mới được bình thường hóa. Lý do chính mà phía Mỹ nêu ra là vấn đề 1.600 trường hợp lính Mỹ mất tích. Đường từ chiến tranh về hòa bình dài dằng dặc những gian nan. Họ hàng kẻ còn người mất, đồng đội người mất người còn. Nỗi đau của anh là nỗi đau của tôi. Đâu có phải chỉ có 1.600 trường hợp lính Mỹ mất tích trên đất Việt Nam, mà mọi người cần phải nhớ rằng phía Việt Nam còn hàng vạn người mất tích. Tuy vậy, cuộc tìm kiếm hỗn hợp trên quy mô lớn đã được sự hợp tác tích cực từ phía Việt Nam, một đất nước đang cố gắng xây dựng lại cùng hòa nhập vào cộng đồng quốc tế. Khi chúng tôi tới xã Hương Phong, thật không may sự cố xảy ra. Do xe cộ đi chung trên chiếc cầu đường sắt, mặt đường không bằng phẳng, những bánh xe bị kẹt giữa những thanh ray. Và thật bất ngờ, những chiếc xe vận chuyển vật tư quân sự trong chiến tranh nay vẫn được dùng làm xe sửa chữa đường sắt. Xã Hương Phong, nơi Robinson bị bắt và bị giam 3 ngày, là quê của chị Lai. Cho đến hôm nay, sau 30 năm, nền nông nghiệp xã Hương Phong, huyện Hương Khê vẫn một phần trồng lúa, hai phần trồng ngô và lạc. Đất cằn, sỏi đá nhiều, rừng cạn kiệt, người nông dân vẫn hai xương một nắng, con trâu đi trước, con người theo sau.
trở lại nơi Robinson đã từng có thời kỳ được cư mang. Ngày đó, bà Đường nấu cháo cho Robinson. Chuyện kể ra không có gì quan trọng. Điều đáng nói là thời đó, nhân dân sống cực khổ, miếng ăn còn thiếu, nhưng họ vẫn bớt suất ăn ít ỏi của mình cho Robinson. Bà Đường bị bom Mỹ cắt cụt tay năm 1968. Nếu không có Robinson trở lại thăm, bà sẽ không nhớ. Thì nở lan nấu cháo thịt cha, thấy? À, mì đồ thấy, nấu cho ông ăn thấy. À, thế là đem vô này, làm cho ông ăn này. Rồi bị là bom bị bỏ cháy, nhà cửa là tán nát hết. Thế là khi nữa là chuyển tính. Chiến tranh thì là... Rồi, biết rồi. Là cuộc tái của chiến tranh khổ. Nhưng mà con người thì rõm tổng. I am still now in a very difficult condition. Xin bà hãy nhận sự chia sẻ của vợ chồng tôi đối với nỗi đau của bà. Xin cảm ơn bà. Ngôi nhà mà Robinson bị giam là nhà ông Thơi. Hồi đó ông Thơi đi vắng, chỉ có vợ và con ở nhà. Lúc đó tôi đi chiến đấu. Bà Trần Thị Lương là vợ tôi, là chủ gia đình, đã dành nhà cho họ ở. Nay ngôi nhà chỗ nằm con đó, mà bà thì đã bị bom năm 1968 cướp đi rồi. Bà Trần Thị Lương ơi, bà sống khôn chết thiêng, tôi đốt nền hương thơm, mời bà về cùng chồng con, cháu, anh em, họ hàng, làng xóm, chứng kiến cuộc gặp gỡ hôm nay, với tình hữu nghị, mong bà hữu tình hữu lai. Năm 65, khi mà ông phi công về ngủ ở nhà tôi, ở giường này, thì lúc ấy tôi 13 tuổi, thấy là dân quân xã là bắt một số phi công Mỹ về, trong đó nhà tôi là ông này ở. Ông thì cũng người to khỏe nhưng mà thực tế cũng nhát. Mỗi lần mà nghe tiếng động cơ là ông là tranh thủ là xuống hầm ngay. Hàng ngày thì là được mẹ tôi cho ăn cơm, ăn cháo bằng thịt gà, thì ông thì cũng rất là lễ phép, tức là mỗi lần cho ông ăn á thì ông cũng làm dấu rồi ông lầy để ông mới ăn. Sau đó thì là ông đi đâu thì không biết, nhưng mà mẹ tôi cũng thỉnh thoảng cũng kể lại rằng khi chưa chết ấy thì là người ta nói là người Mỹ thì đánh phá nhiều, nhưng mà thấy ông về đấy mấy ngày thì cũng bình thường, tức là cũng hiền và cũng rất là lễ phép trong cái mọi cái giao tiếp. Vì gia đình tôi là người chết, nhà hư, của cải là bị tan phá, không phải riêng tôi mà cả xóm tôi nữa. Tôi xin cảm ơn sự chăm sóc của gia đình đã dành cho tôi trong thời gian ở đây. Tôi xin chia buồn sâu sắc đối với cái chết của bà Trần Thị Lương, là mẹ anh và vợ ông Thơi. Tôi cho rằng vết thương chiến tranh ở phía các anh là rất sâu nặng, và tôi cũng biết sự hằn sâu vết thương của phần đông người Mỹ. Tôi hy vọng một ngày nào đó vết thương của chúng ta sẽ biến mất. Nhưng chúng ta, cả Mỹ và Việt Nam, sẽ không bao giờ quên những gì đã mất mát trong chiến tranh. Xin thắp một nén hương để tưởng nhớ đến những người đã chết và cầu Chúa để mọi linh hồn được lên thiên đàng. Cầu nguyện hứa hôn bà, tình thân thiện. Mong mọi người được yên ổn. Mong bà hãy thanh thản dưới suối vàng. Tôi hy vọng là bà luôn cảm thấy thanh thản trong tâm hồn khi xuống suối vàng. Trong số 2703 ngày ở Việt Nam, chỉ có 3 ngày tôi ở đây, ở cái làng bé nhỏ này, là tôi nhận được nhiều tình cảm nhất. Cuộc chiến tranh hao người tốn của đã kết thúc được 20 năm. Nông thôn Việt Nam riêng ở vùng này vẫn còn nghèo. Ông Thơi rời tay cầy ra đi cầm súng, bây giờ trở về lại cùng chiếc cầy làm trên mảnh đất cũ.
Trước ngày Robinson rời Hà Tĩnh, chị Lai đã đến khách sạn chia tay. Chị và tôi đều là lính. Chúng ta phụng sự tổ quốc mình. Vì vậy, chiến tranh là điều sau cùng chúng ta nghĩ tới. Chị đã chiến đấu trong suốt thời gian dài. Đây là lần đầu tiên chị được hưởng hòa bình. Tôi cũng như chị, sinh ra vào thời gian chiến tranh thế giới thứ hai. Tôi sinh ra 2 năm trước khi Thế chiến lần thứ hai kết thúc. Còn chị, sinh ra 2 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Và lần đầu tiên được hưởng hòa bình. Quả là phải trải qua một thời gian dài. Vâng, tôi cũng lần đầu tiên tôi nhìn thấy hòa bình thì cuộc sống của chúng tôi thì không phải một mình gia đình tôi, là vì cả đất nước của chúng tôi là kéo dài hàng chục năm, là hàng mấy chục năm là chiến đánh như vậy rồi. Cho nên sau một cái thời kỳ là bom đạn ác liệt như vậy, thì có như là chúng tôi là hiện nay là mới thấy cái mức hòa bình như thế này là một cái sung sướng vô cùng. Mà chúng tôi là phụ nữ, cho nên là chúng tôi là muốn làm thế nào là có một cái gia đình hạnh phúc, có một cái sự êm ấm trong gia đình, không muốn người chồng nào xa người vợ nào hết. Tôi và chị hãy cầu mong để không có bức ảnh này của chúng ta lần thứ hai. Sự tồn tại của bức ảnh, giá trị của bức ảnh trong thời kỳ chiến tranh vẫn là một lý do để chị Lai và Robinson tìm gặp nhau. Trước đây, khoảng cách giữa hai con người được đo bằng họng súng. Bây giờ, họ đã vượt qua khoảng cách được đo bằng cả đại dương để tìm đến nhau và chỉ nói với nhau một lời từ đáy lòng: hãy thông cảm. Bởi vì, sau mỗi cuộc chiến tranh, sự sống vẫn còn tồn tại.